tuyệt vời. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Dạ, dạ chú về ha. Xin lỗi anh Nam nha, hồi nãy tự nhiên đột ngột lấy anh làm cái cớ. Hả? À, không sao, đâu sao đâu, chuyện nhỏ mà. Mà công nhận hồi nãy thấy anh đóng kịch ghê không, anh nhập vai ghê không. Anh nhập vai cái là chú em đứng lên đi về được luôn á. Này ha, Ngân à, hay là để anh giúp em quên hẳn người đó luôn có được không? Anh nói vậy là sao? Anh thích Ngân, anh muốn được làm bạn trai của Ngân. Anh Nam, công nhận đó nha, anh diễn hay dễ sợ luôn á. Người ta đi rồi, đừng có diễn nữa. À, em có một người bạn làm đạo diễn á, bữa nào mà tổ chức casting em giới thiệu cho anh, chắc chắn anh sẽ đậu. Ngân à, thật sự là anh rất thích Ngân, anh rất 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 thích luôn á. Anh Nam à, đối với em á, em chỉ xem anh như một người anh. Một người anh rất rất là tốt, rất rất là thương em và quan tâm em. Còn em chỉ như một người em gái. Ngân, Ngân cho anh một cơ hội đi, được ở bên cạnh chăm sóc cho Ngân. Nhưng Ngân, em xin lỗi anh Nam. Ngân à, Ngân, ông Đông, đem lên cho sếp ký giùm tôi. Nhớ nói sếp kiểm tra kỹ lưỡng mấy cái điều khoản nha. Ok. Anh Tính, hợp đồng này anh lo đi nè. Ok. Chà chà. Mới sáng ra đã chăm chỉ làm việc rồi. Chẳng trách sao bác của anh lại tin tưởng em đến như vậy. Không phải chỉ có một mình em đâu, tất cả mọi người ở đây ai cũng đi sớm hết, chỉ có mỗi một mình anh là nhẫn nhơ như vậy, giờ này mới tới thôi. À, tại vì anh lo cái hợp đồng mới nên hơi lu bu rồi ngủ trễ. À, vậy là anh đến trễ. Anh thật là xin lỗi mọi người. Nhìn em đúng là thông dong thiệt đấy nha. À, người của mình yêu đi hẹn hò người khác, em có thể bình tĩnh ở đây ngồi làm việc. Thật là bái phục em luôn. Anh nói vậy là sao?
Bộ em không biết gì hả? Em không biết là anh Khôi để hẹn hò với Ngân sao? Anh nói vậy là ý gì? Thì anh có ý gì đâu. Anh chỉ nhắc nhở em là nên để ý tới người mình yêu. Em hiền quá, người khác xem thường em. Em tự biết em phải làm gì. Em không cần anh phải nhúng mũi vào chuyện của em đâu. Từ nhỏ tới lớn anh luôn coi em là em gái của mình. Anh luôn ủng hộ và đứng về phía em. Anh không thể nào cam tâm thấy em bị thiệt thòi như vậy. Có thật là anh đứng về phía em không? Hay là trước mặt nói như vậy nhưng mà đằng sau lưng thì âm thầm giúp đỡ cho Ngân? Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Em đúng là đa nghi đó nha. Nếu như anh giúp đỡ cô ta thì làm sao anh lúc nào cũng nhắc nhở em để mắt tới Khôi? Nè, không lẽ em cam tâm ngồi đây làm việc rồi nhìn người khác hẹn hò với nhau, yêu đương với nhau, em cam tâm để người khác cướp Khôi hả? Có thật là anh Khôi vẫn đến lúc hẹn hò với Ngân không? Tất nhiên rồi. Em đi ra ngoài. Để coi mày sẽ làm gì với hai người phụ nữ này để coi. Thiên Ý hay là Ngân, tao đều dâng hết cho mày. Tới lúc đó thiên trường sẽ tự động thuộc về tao. Dạ, con mời Dũ uống nước. Hôm nay Dượng tới đây tìm con, có chuyện gì không Dượng? Thật ra là lần trước khi biết con không đi du học, lẽ ra Dượng phải quan tâm con nhiều hơn. Vậy mà con cho Dượng xin lỗi nha. Dượng ơi, Dượng đừng có nói vậy. Lần trước Dượng biết con không đi du học mà giúp con giấu mẹ là con đã biết ơn Dượng lắm rồi. Còn lần này con đi du học thiệt mà Dượng. Dượng nè, con giao mẹ con lại cho Dượng nha. Dượng phải hứa với con á là chăm sóc mẹ con cẩn thận, không có được làm mẹ con buồn như lần trước nữa nha. Dượng hứa mà, con yên tâm. Lần này con quyết định đi du học thiệt á, con suy nghĩ kỹ chưa? Rồi con đã chọn trường nào chưa? Dạ, con đang làm thủ tục với Dượng. Thủ tục mà khó khăn á, cứ báo cho Dượng biết. Còn tiền học của con á, yên tâm, để Dượng lo cho. Dạ không cần đâu Dượng, chuyện đó con lo được, Dượng đừng có lo nha. Mình là người nhà mà, có gì đâu mà phiền. Với lại con bán căn nhà cũ đâu được nhiêu tiền đâu, con giữ đó mà phòng thân. Dượng à, con lo được mà. Con lớn rồi, Dượng không cần lo cho con đâu. Con là con gái của Dượng, Dượng phải có trách nhiệm quan tâm tới con. Nếu mà con không nhận á, vậy là con coi Dượng là người ngoài đúng không? Dạ con không có ý đó. Vậy quyết định vậy nha, không được ý kiến gì hết. Dạ nếu Dượng nói vậy thì con xin phép nhận. Con cảm ơn Dượng. Con nhận thì Dượng yên tâm rồi. Cô tới đây có gì không? Tất nhiên là có chuyện muốn nói với cô rồi. Tôi không có gì để nói với cô hết trơn á. Cô đừng có tới làm phiền tôi nữa. Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà. Tại sao cô còn gặp anh Khôi nữa? Tôi không có. Còn chối nữa hả? Chẳng phải là hai người mới gặp nhau à?
chắc là cô hiểu lầm chuyện gì đó rồi đó. Đúng là tôi với chú Kho có gặp nhau, nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Chúng tôi không có gì hết á. Tôi chỉ nói vậy thôi, tin hay không tùy cô. Tôi nhắc cho cô một lần nữa, tôi và anh Khôi đã có hôn ước của hai bên gia đình. Tôi là vợ sắp cưới của anh Khôi. Tôi mong cô tránh xa ảnh ra, nếu không thì đừng trách tôi. Tôi đã nói với cô rồi, tôi chứ cô không có gì hết á. Với lại tôi cũng sắp đi du học rồi, tôi mong cô đừng có làm phiền tôi nữa. Ngân. Anh Nam. À không, anh tính bàn với em kế hoạch marketing về sản phẩm rau organic của mình thôi. Dạ. Vô. À, cô nói gì thì nhớ giữ lời thôi. Tôi cũng hy vọng là không phải gặp cô nữa. Nè, Ngân. Bộ cô đó làm khó dễ với em hả? Anh có kế hoạch marketing gì cần bàn với em mà nói đi. Đâu có đâu. Anh giả bộ nói vậy để em khỏi phải nói chuyện với mấy người đó đó. Mà ngộ nghe. Dạo này hết người này tới người kia tới kiếm em. Bực mình thì chứ, làm rối đội hình hết trơn. Mấy chuyện đó em giải quyết được, anh đừng có nên xen vào. Đâu được. Anh là bạn trai của em mà. Hả? Anh Nam à, em đã nói rõ với anh rồi, em chỉ xem anh như anh thôi à. Thì bây giờ mình giả vờ, mình đóng phải đóng cho tới luôn, là anh phải bảo vệ em luôn, đúng không? Thôi bây giờ anh nghĩ vậy nè, nếu như mà em với ông chú mà tóc dựng đứng đó mà không dứt khoát nha, anh bảo đảm sẽ còn nhiều người tới làm phiền em nữa. Chứ em biết làm sao bây giờ? Bây giờ hả? Cách kết hôn nhanh đi. Cái gì? Anh nói gì vậy? Sao em với anh có thể kết hôn được? Anh như là anh trai, em chỉ là em gái mà. Không được đâu. Thịnh biết là anh yêu đơn phương em, nhưng mà em đừng có khẳng định cái chuyện em không có tình cảm với anh được không? Em xin lỗi anh, nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Còn cái chuyện mà kết hôn anh nói với em á, chỉ là giả thôi. Giả? Ừ. Bây giờ em nghĩ đi. Bây giờ nếu như mà em nói với mấy người kia nha, em nói cả trăm cái ngàn lần, anh chắc chắn luôn, những người đó sẽ không bao giờ tin. Đúng không? Bây giờ chỉ có một cách để cho họ tin á, là em kết hôn với anh. Cái tờ giấy kết hôn đó đó sẽ chứng minh là em không còn tình cảm gì với ông chú mà tóc dựng đứng đó nghe. Rồi ông chú tóc dựng đứng đó sẽ không có lý do gì để tới làm phiền em nữa, đúng không? Nhưng mà có cần làm tới mức đó không anh? Rất cần thiết. Em yên tâm đi, mặc dù là kết hôn giả nhưng mà chắc chắn như người đó sẽ tin. Nếu như là cách cuối cùng để cho mọi người tin thì em phải làm theo thôi. Nhưng mà anh hứa là không được nói cho Cầm biết nha. Ôi ôi, sao anh nói cho bà Cầm biết được? Bà biết là cái sớm này biết á. Chỉ hai người mình biết thôi á. Rồi, móc méo. Nhớ đó. Thôi. Anh về rồi hả? Em vẫn nghĩ về chuyện của Ngân hả? Dạ. Anh gặp con rồi, thấy thần sắc con vẫn ổn, cho nên anh nghĩ con đã thông suốt chuyện giữa mình và chú Khôi. Ngân là con em mà, nên em hiểu con lắm. Nhìn bên ngoài như vậy thôi, chứ nó rất đau khổ. Em biết là Ngân yêu chú Khôi thật lòng, nhưng mà vì em cho nên con nó đành phải từ bỏ. Con mình là người hiểu chuyện mà,
Em đừng lo lắng quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Em thấy mình có lỗi với con lắm. Vì em mà con phải đau khổ như vậy. Tại sao số phận lại trớ trêu với mẹ con em như vậy chứ? Sao khóc vậy? Thưa mẹ, hai đứa đang nói chuyện của Ngân phải không? À, dạ, thưa mẹ, Ngân nó cũng thông suốt rồi. Nó đang làm thủ tục để đi du học, nên mẹ cũng đừng bận tâm nhiều quá. Nếu nó thông suốt, nó biết nghe lời con như vậy thì tốt quá. Mẹ cũng phải đỡ lo lắng. Nhưng mà nè, phải xác minh cho kỹ, chứ không thôi á, nó lại lừa dối gia đình mình như lần trước, là bao nhiêu công sức á, là coi như đổ sông đổ biển đó. Dạ thưa mẹ, lần này con sẽ đi cùng với Ngân để phỏng vấn xin visa và đưa Ngân ra tận sân bay. Mẹ biết là con xa con gái của con là con buồn lắm. Nhưng mà con nghĩ thoáng một chút đi. Để cho nó đi du học như vậy á, là cho nó có tương lai. Cho nên mình làm mẹ phải biết hy sinh cho con. Rồi từ từ á, con sẽ quen thôi. Chủ yếu là mình phải lo lắng cho nó. Con hiểu không? Dạ con hiểu rồi mẹ. Dạ thưa mẹ, con sẽ để mắt tới Ngân. Ừ. Thôi nè Kiều. Dạ. Bữa nào con kêu Ngân về ăn cơm với mình đi. Dù sao nó là con cháu trong gia đình, để nó lui tới thường xuyên như vậy á, thì tình cảm mới tốt đẹp với nhau. Con hiểu chưa? Dạ thưa mẹ, con sẽ điện thoại cho Ngân. Ừ. Trời ơi, bà đi chắc tôi nhớ bà lắm luôn á. Làm như mai tôi đi liền vậy. Phải có thời gian chuẩn bị giấy tờ chứ. Nhưng mà vẫn buồn, trời ơi. Sẽ nhớ lắm. Cô gái của tôi, sao hôm nay sến sẩm vậy hả? Tại vì người ta nhớ, trời ơi, lên đây ở một thời gian rồi, bắt đầu hả? Quen rồi, bắt đầu bỏ người ta đi. Chuẩn bị giấy tờ hết chưa? Nhờ có Dượng chuẩn bị nên là mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi. Ngân. Gì? Cái gì đây? Cái gì là cái gì? Giấy chứng nhận kết hôn. Họ chữ đệm tên vợ Lê Thanh Ngân. Họ chữ đệm tên chồng Nguyễn Hoàng Nam. Cầm. Cái này là giả thôi à Cầm. Bà tin tôi đây, tôi nói thiệt á, là giả. Chỉ giờ muốn chứng minh cho mọi người biết là bà không còn tình cảm với chú Khôi mà làm tới mức này hả? Cầm à, bà cũng biết là tôi không còn cách nào khác mà. Chú Khôi rất là cứng đầu, chú chắc chắn sẽ níu kéo tình cảm này. Chỉ có cách này mới khiến chú dứt khoát được thôi. Rồi bà đi lợi dụng tình cảm của Nam. Bà biết Nam có tình cảm với bà mà. Thì tôi biết. Bà biết mà bà còn làm vậy nữa. Bà có nghĩ đến cảm xúc của Nam không? Bà làm như vậy là xấu lắm. Còn bà sao? Bà thích anh Nam mà bà không dám nói đúng không? Đó là chuyện của tôi. Chuyện của tôi không cần bà quan tâm. Bà là bạn của tôi, bà quan tâm chuyện của tôi. Sao tôi không quan tâm chuyện của bà được chứ? Cầm mà, tôi xin lỗi mà. Nhưng mà tôi không muốn bà hiểu lầm tôi. Đừng có giận mà. Cầm. Dù nói gì tôi không chấp nhận được chuyện này luôn á. Đừng giận mà. Tôi khá thất vọng vì bà. Bà biết là tôi không còn cách nào khác. Cầm. Cầm ơi, Cầm. Bà nghe tôi nói đi mà. Dạ con nghe nè Dượng. Ừ, nội gọi con về ăn cơm á. Có gì con thu xếp mai ghé nhà nghe. Dạ con biết rồi Dượng.
Bà nội kêu mình về ăn cơm. Nâng. Cảm ơn anh. Sao chú đứng ở đây? Chú đợi con. Con tới rồi, chú vui quá. Trước sau gì con cũng sắp đi du học rồi, nên là phải về ăn cơm với nội để chào tạm biệt cả nhà một tiếng. Con vẫn quyết định đi du học, không đối hoài gì tình cảm của chú sao? Con đã nói chú rồi, chú không hiểu hả? Con không có tình cảm gì với chú hết á. Chuyện quá khứ chú đừng có nhắc lại nữa. Con gạt chú đúng không? Chú xem đi, xem con có gạt chú không. Con đã đăng ký kết hôn với anh Nam rồi. Xin chú từ đây về sau á, đừng có làm phiền cuộc sống của vợ chồng con nữa. Kết hôn giả tôi thấy có gì đâu mà làm mầm lên vậy. Tôi là tôi nghĩ cho ông, tôi không có muốn mà ông bị lừa gạt tình cảm, ông hiểu không? Nghĩ sao tôi thấy vui là được rồi. Ôi nhưng mà kết hôn giả thì tôi luôn luôn được ở bên cạnh cô Ngân, vậy là tôi vui rồi. Chú. Quay, Bu ra. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Tôi với Ngân làm giấy đăng ký kết hôn rồi nha. Anh nên cẩn trọng hành động của mình nha. Trời ơi, từ từ thôi nè. Từ từ. Coi chừng té. Từ từ không anh. Rồi, xuống đây đi. Có chuyện gì vậy? Con thấy sao mà hỏi.
Sao giờ này mà chưa thấy Khôi về? Dạ con điện thoại cho Khôi rồi. Khôi đang trên đường về đó mẹ. Hôm nay con thấy mẹ mệt rồi. Con đưa mẹ lên lầu nghỉ ngơi nha. Đúng là mệt mỏi thiệt á. Lý ra là có cuộc đi chơi vui vẻ, ai ngờ. Con xin lỗi mẹ về chuyện của Ngân. Con sẽ không để Ngân dính dáng đến chú Khôi đâu thưa mẹ. Dạ, con xin mẹ đừng trách vợ con. Vợ con không biết Ngân vẫn còn ở đây. Mẹ biết mà, mẹ không đâu trách vợ con đâu. Bởi vì con Ngân, nó cũng lừa dối chính mẹ ruột của nó mà. Con cảm ơn mẹ đã không trách mắng. Nhất định con sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa để mẹ yên tâm. Ừ, mẹ hy vọng là con sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng mà con Ngân là đứa con gái hiếu thảo, nó biết thương mẹ. Cho nên con dùng lời lẽ nhẹ nhàng với nó nha. Dạ. Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ khuyên bảo Khôi mà. Thôi, không còn chuyện để nói nữa. Hai đứa đi nghỉ ngơi đi, còn mẹ ở đây đợi Khôi về. Dạ, xin phép mẹ tụi con lên. Ừ. Dạ, xin phép mẹ. Ừ. Mềm nắng, rắn buông, cứng rắn không được thì mình sẽ ngọt nhạt, tình cảm bằng mọi cách. Mình phải chia rẽ chúng nó đến cùng. Tôi lo quá à. Không biết là mẹ về tới nhà chưa nữa. Bà nội có la mẹ không? Làm ơn đi bạn ơi. Lo lắng cái gì, tôi nghĩ là không có sao đâu. Bà lo như vậy ha, rồi đau bao tử giống như bữa hổm nữa đó. Mà lo lắng quá thì cứ gọi điện thoại hỏi. Mắc cái gì ở đây mà cứ hỏi tới hỏi lui, ai biết đường trả lời. Gọi hả? Ừ. Alo mẹ hả? Nội có la mẹ không? Tôi làm sao mà dám la mẹ của cô? Dạ, con xin lỗi nội. Con không có ý đó. Ngày mai tôi muốn gặp cô. Dạ. Bà nội nói sao? Hả? Bà nội hẹn ngày mai gặp á. Thế nào tôi cũng bị một trận lôi đình cho coi. Nhưng mà thôi, thà là nội la tôi chứ đừng có la mẹ. Ôi đừng dừng mệt. Bỏ hết, chuyện ngày mai tính. La thì nghe, tay này lọt tay kia, vậy thôi. Không vậy đâu. Cũng nói được. Đừng có lo lắng, không có gì hết trơn á. Thử gặp bà coi bà lo không? Cái gì nữa? Thôi, tôi đi vô nha. Chú tới đây làm cái gì? Tất cả mọi người đã biết hết chuyện của con rồi đó. Chú vừa lòng chưa? Chú đi về đi. Chú xin lỗi vì chú mà xảy ra đồng nỗi như vậy. Con không có muốn nghe lời xin lỗi của chú. Chú đi về đi. Con ghét chú tới như vậy sao? Đúng vậy. Vậy tại sao con không dám đối diện với mặt chú? Con rất ghét chú. Con yêu cầu chú đừng bao giờ tới đây nữa. Và đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của con. Chú biết rồi. Sẽ không làm phiền con nữa. Mày phải mạnh mẽ lên Ngân. Nếu tỏ ra yếu đuối, mày sẽ chỉ làm khổ chú ấy, khổ cả mẹ. Phải quên chú ấy thì mọi người mới hạnh phúc.
Tối hôm qua mẹ đợi con tới khuya mà vẫn không thấy con về. Con đi đâu? Sao? Con trả lời không được chứ gì? Vậy mẹ trả lời giùm con nha. Có phải con quay trở lại chỗ của con Ngân đúng không? Có phải mẹ là người kêu mọi người xuống chỗ của Ngân hay không? Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu. Chính hướng dẫn viên du lịch đã nói là mẹ yêu cầu đưa tất cả mọi người xuống vườn rau của Ngân. Tại sao mẹ lúc nào cũng làm cho Ngân khó xử, để cho mọi người thấy Ngân trong hoàn cảnh như vậy? Nếu con đã biết như vậy rồi á thì mẹ không còn gì để nói. Đúng, đúng là mẹ biết trước đó, và mẹ cố tình đưa mọi người xuống chỗ đó. Vậy thì sao? Là tại con. Nếu con nghe lời mẹ, con quên con Ngân đi, thì mẹ sẽ không đụng tất cả mọi chuyện của con làm nữa. Thôi à, con nghe lời mẹ đi. Thiên Ý nó là một đứa con gái tốt, giả lại gia đình của nó lại môn đăng hộ đối gia đình của mình, nó lại hết lòng yêu thương con. Cứ cho nó một cơ hội đi con, nghe. Chuyện gì con cũng làm theo lời mẹ được. Riêng chuyện tình cảm, mẹ để cho con tự quyết định đi. Con xin phép mẹ con đi làm. Con lại tiếp tục cứng đầu cứng cổ với mẹ. Mẹ không tin là mẹ không có cách khiến con nghe lời mẹ. Dạ thưa nội, chuyện con nói dối cả nhà là con đi du học là lỗi của con. Nội muốn la muốn trách gì á, nội cứ la con đi nội. Nội đừng có la mẹ con nha nội. Thấy con biết thương mẹ con như vậy thì làm sao mà nội giận con được chứ? Nội không giận con thiệt hả nội? Nội nói thật. Lúc đầu thì nội rất là giận con, vì nghĩ là con che giấu mọi người để cố tình lén lút qua lại với thằng Khôi. Nội ơi, con không có dám. Từ lúc con rời khỏi nhà, con không có qua lại với chú Khôi đâu nội. Nội tin con nha nội. Nội tin con. Ngày hôm qua thấy thái độ của hai đứa là nội biết là giữa con và thằng Khôi không xảy ra chuyện gì rồi. Chính vì như vậy á mà nội tin là con không có làm những chuyện đó. Dạ. Mà nội không giận con thiệt hả nội? Ừ. Hay là mẹ con đã nói gì với nội đúng không nội? Mẹ con nhận hết lỗi về mình hả nội? Con cũng thương mẹ con quá phải không? Nội nghĩ là nếu mà con biết thương mẹ con á thì con nên quan tâm đến mẹ con một chút nha. Con thấy đó, cả một cuộc đời mẹ con đã phải hy sinh và lo lắng cho con. Cho đến từng tuổi này á thì mẹ con mới có được một hạnh phúc riêng của mình. Cho nên á, con phải biết chúc phúc và biết thương mẹ con nhiều hơn. Dạ con hiểu. Ừ. Con cảm ơn nội vì đã hiểu cho mẹ con. Con à, nội thương con cho nên nội nói cái này cho con nghe. Nhưng mà đừng có nói mẹ con. Con có biết là trong thời gian mà con không có ở nhà, mẹ con rất là khổ sở. Phần á, là vừa nhớ thương con, vừa lo lắng cho con, không biết con ăn như thế nào, con ở như thế nào, rồi vừa là mẹ con phải đối phó với lại Tiểu Tam. Con Hạ đó, nó là một đứa con gái rất là ghê gớm, cho nên thời gian đó mẹ con vừa phải khổ sở, vừa rất là tủi thân. Con cảm ơn nội. Cũng nhờ có nội mà chuyện này mới được giải quyết, mẹ con mới có thể vui vẻ trở lại. Con à, khó khăn lắm mẹ con mới giữ được hạnh phúc này. Cho nên con đừng làm cho mẹ con khó xử chuyện giữa con và thằng Khôi. Thằng Khôi là một đứa rất là cố chấp. Nó không...
người nè. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, cảm ơn ý nha. Công nhận số tôi có lọc dễ sợ, có lọc ăn, có lọc uống, có lọc. Sao số tôi hay có phước ăn quá, có phước hưởng, nhất là ăn gà. Ê, nói nghe nè, lần sau ý có mua đồ cho mọi người ăn á, thay vì mua gà ý có thể mua bò. Ủa, lần trước Thu Thu nói với em là Thu Thu thích gà mà. Nhưng mà... À, tôi biết rồi nè. Sợ ăn gà xong rồi nhớ đến Ngân Ngân. Ê, cái gì vậy? Cấm tuyệt đối không được nhắc tới Ngân Ngân dưới mọi hình thức, biết chứ. Thật ra là tại vì ăn bò đi, tại vì ăn gà nhiều quá ngon nhưng mà nó hơi ngán á mà. Thôi được rồi, lần sau em sẽ mua bò, chịu chưa? Trời ơi, cảm ơn Ý nha. Anh Khôi, qua ăn gà với tụi em đi, sao đứng thừa người ra vậy? Tụi em ăn đi, anh no rồi, cảm ơn em. Nhìn anh Khôi buồn như vậy, chắc là nhớ người yêu cũ, tâm trí đâu ăn gà nữa. Hả? Anh thôi đi, đừng có nói chuyện kiểu đó nữa được không? Thì anh thôi vậy. Đúng rồi, thôi hết đi, trời ăn gà đi, ăn đi, không để nguội nỉ ý. Anh thôi đi. Gà không có ngon đâu, mọi người đừng có ăn nữa. Ủa? Tôi nói ngán mà tôi vẫn ăn mà. Ủa, tôi đâu nói thôi đâu. Anh á, cái miệng hại cái thân. Miếng ăn tới miệng nhưng rồi mà còn bị vuột nữa. Anh có biết xui cỡ nào không? Ui. Lía thía quầy, lía thía quầy, quen chậu cái vợ chồng, ôi cô ban mình ơi, ôi cô ban mình ơi, ôi cô ban mình ơi. Tặng tôi hả? Ai tặng bà? Này tôi tặng cho Ngân, tại tôi thấy Ngân có một con cá lía thía cho nên tôi mua thêm một con nữa để cho nó có đồ có cặp. Sao mà cầm đẹp xuất sắc không? Lựa lâu lắm á nha. Mua cho Ngân thì hỏi Ngân, hỏi cầm là sao cầm biết. Thôi, cô giận tôi hả? Ủa, cô giận chuyện gì? Cái chuyện hôm qua đó. Hôm qua là chuyện gì? Thôi tôi biết là tôi sai rồi, tôi không nên kêu bà ăn cái mớ thức ăn vừa dở vừa mặn của tôi. Sau khi nghe Ngân phân tích tất cả mọi chuyện, tôi biết là tôi hơi quá đáng thôi. Đừng có giận tôi ngơ, đừng có giận tôi ngơ. Ủa, giờ câu cửa miệng của ông là Ngân hả? Ngân nói gì ông cũng nghe hết hả? Tại tôi thương Ngân mà. Tôi lại gì của ông? Chúng ta là nghĩa đệ huynh. Chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau tắm mưa. Chúng ta cùng xông pha mọi trận chiến, chúng ta phiêu bạch. Thiệt luôn á, con người thiếu tinh tế như vậy, trên đời này mà có ai điên lắm mới thương ông? Ê, nói vậy là sao? Có ai điên lắm mới thương tôi hả? Thì cũng đúng rồi, tôi là thiếu tinh tế đó, nhưng mà tôi được cái tôi thật thà, tôi chân chất. Chân đất cái chất cái con khỉ. Lúc đầu óc cũng mấy vấn đề thiệt luôn. Gì nói gì vậy? Hình đầu có vấn đề là sao? Tự nhiên bữa nay nói chuyện khó hiểu quá vậy hả? Khó hiểu quá, khỏi hiểu đi. Mày bắt con cá đi về đi. Nhà tôi không có nuôi cá gì hết trơn á. Nè, nè, cầm đệ. Sao tự nhiên nói chuyện khó hiểu vậy cầm đệ? Mà nói chuyện khó hiểu vậy sao tôi hiểu được? Cầm đệ nó quỵt tẹt ra đi. Đi về đi. Con cá này. Anh Lộc kêu em mang bản nghiệm thu vô đây cho anh.
Em làm cái gì vậy? Câu này em hỏi anh mới đúng á. Đang làm việc mà đầu óc anh để đâu đâu vậy? Đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới em. Cô ta là gì mà khiến anh phải khổ sở đến như vậy chứ? Anh nhìn lại anh đi, lúc nào cũng thẫn thờ, chẳng ra làm sao hết. Hình như em đi quá giới hạn. Cho dù em đi quá giới hạn đi chăng nữa em cũng phải nói. Em thấy anh như vậy em rất khó chịu, và em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy đâu. Anh nhắc lại một lần nữa, đó là chuyện tình cảm riêng của anh, không liên quan gì tới em. Nếu như em đụng tới Ngân, đừng trách anh không khách sáo. Mà anh suy nghĩ lại đi, Ngân là gì của anh? Trên danh nghĩa Ngân là cháu gái của anh đó. Anh đặt tình cảm cho cháu gái của mình, anh không cảm thấy xấu hổ hả? Nhưng giữa Ngân và anh không có máu mủ ruột thịt gì hết. Nhưng cha dượng của cô ấy là anh trai của anh. Em nói những điều này ra chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh càng như vậy, không chỉ anh khổ mà Ngân cũng cảm thấy khó chịu nữa. Anh nghĩ đi, liệu cô ta có từ bỏ mẹ ruột của mình mà đến với anh không? Anh biết rõ câu trả lời, mà tại sao còn đâm đầu vô chứ? Thôi được rồi, em sẽ không phiền anh nữa. Nhưng em hy vọng anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại những gì mà em vừa nói. Bản nghiệm thu em để ở đây, khi nào ký xong rồi thì kêu em vào lấy. Cầm ơi, Cầm ơi, Cầm. Gì vậy? Ra tôi hỏi này nè. Gì? Chậu cá này của ai vậy? Của ông Nam mua cho bà. Anh Nam mua cho tôi? Ừ. Sao tự nhiên Nam mua cho tôi? Đâu có gì đâu mà tự nhiên. Thì ổng thấy con Nắng cô đơn quá, ổng mua thêm con nữa, chứ có đôi có cặp. Ổng mà hỏi nhiều vậy? Nhưng mà muốn hỏi thì qua hỏi ông Nam kìa. Sao tự nhiên nói bực với tôi? Bực cái gì? Thái độ mà không bực hả? Bực gì đâu. Tôi thấy kỳ lắm nha. Mỗi lần á mà anh Nam tỏ thái độ quan tâm tôi là nhìn bà khác dữ lắm. Thích anh Nam đúng không? Điên, điên khùng gì vậy? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời ơi, mình đi thích ông Nam, trời ơi. Ông Nam hả, cho ông thèm nữa. Thiệt không? Thiệt. Không thích anh Nam hả? Không có thích, trời ơi, nghĩ sao vậy? Đã đó không có thích ông Nam mà. Ông Nam tào lao vậy mà nghĩ sao mà thích được? Anh Nam tào lao, nghĩ sao mà tôi thích được? Cái mặt bạn giả trân à bạn ơi. Mắc cười quá thì nó không, không thích thì nó không thích chứ. Giả trân gì? Thích không? Không. Thích không? Không, tôi ghét ổng. Vậy mà thích ai? Thích tôi đúng không? Không. Vậy thích anh Nam đúng không? Không. Có. Không. Có. 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 Không. Cầm. Thích thì nói thích, làm gì ngại? Mắc cỡ hả? Tôi tặng cá này cho bà nha. Không, tôi chiên xù luôn á. Hả? Thích người ta mà bị đặt chứ bay chứ biến. Nhưng con không thể ở đây được nữa. Bởi vì nếu con tiếp tục ở đây thì tình cảm của hai người lại tiếp tục dây dưa. Vậy bây giờ mẹ muốn con phải làm sao?
Con đi du học đi. Con chọn trường đi, rồi làm thủ tục luôn. Đích thân mẹ sẽ đi cùng với con làm thủ tục xin visa du học. Những gì anh gây ra, anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng vì chuyện này mà để cưới em, thật lòng anh không thể. Anh không cưới em cũng không sao hết. Anh không quên được Ngân cũng không sao luôn. Em sẽ chờ anh mà. Chỉ cần anh cho em cơ hội thì em nhất định giới thiệu với chú. Đây là anh Nam. Chắc hai người cũng gặp rồi đúng không? Anh Nam là bạn trai của con. Đúng rồi. Tụi con yêu nhau. Tụi con chuẩn bị cưới nhau luôn rồi đó. Chúc hai người hạnh phúc. Mẹ, mẹ ngồi đi mẹ. Con mời mẹ uống nước. Mẹ tới đây kiếm con có chuyện gì không mẹ? Mẹ có chuyện muốn nói với con đó. Dạ. Ngân nè, con nói thiệt cho mẹ biết đi. Có phải con và chú Khôi vẫn lén lút gặp nhau không? Dạ không có đâu mẹ. Rõ ràng là chú Khôi đã sớm biết con ở đây. Không lẽ hai người không gặp nhau sao? Dạ, thiệt tình á, thì chú Khôi biết con ở đây trước khi mọi người tới. Nhưng mà con với chú Khôi không có qua lại với nhau. Con nói thiệt á. Thôi được, coi như là mẹ tin con đi. Nhưng con không thể ở đây được nữa. Bởi vì nếu con tiếp tục ở đây thì tình cảm của hai người lại tiếp tục dây dưa. Vậy bây giờ mẹ muốn con phải làm sao? Con đi du học đi. Đi du học? Đúng, chỉ có đi du học thì con mới quên được chú Khôi. Đi du học là một tương lai lớn của con. Con còn trẻ, con phải biết nhìn xa trông rộng. Rồi con sẽ gặp những mối nhân duyên mới, sẽ tốt hơn. Con nghe lời mẹ đi. Mẹ nói đúng. Con nghe lời mẹ. Con không muốn mẹ phải buồn hay là lo lắng cho con nữa. Con sẽ đi du học. Con nói thiệt không? Nếu vậy thì con chọn trường đi, rồi làm thủ tục luôn. Đích thân mẹ sẽ đi cùng với con làm thủ tục xin visa du học. Không cần đâu mẹ. Con lớn rồi, con đi một mình được mà mẹ. Không được, mẹ phải cùng làm thủ tục với con.
Hơn nữa, mẹ muốn con đi du học sớm. Nếu như con cứ ở đây thì con sẽ bị tình cảm níu kéo. Và con đã lừa mẹ một lần rồi, mẹ không muốn có thêm lần thứ hai. Mẹ, mẹ tin con đi. Lần này con không có lừa mẹ nữa đâu. Nhất định con sẽ đi du học mà. Con có hứa với mẹ không? Con hứa. Chuyện hôm qua, anh xin lỗi em. Đáng lý ra anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Mấy chuyện đó không để bụng đâu, cho nên là anh không cần phải xin lỗi em. Dù sao đi nữa, đó cũng là lỗi của anh. Anh không nên vô cớ trút giận lên người em. Nhưng cho dù giữa anh và em có chuyện gì đi nữa, em cũng... Hả? Lần này mà không đi nữa, mẹ tôi giận tôi luôn á. Bà cũng biết mà, tôi đâu có muốn làm cho mẹ tôi buồn hay đau khổ đâu. Nhưng mà chuyện tình cảm thì sao? Bà sắp xếp được trái tim bà chưa? Có quên được chú Khôi không? Nè, bà đừng có nhắc tên chú Khôi trong cuộc đời của tôi nữa được không? Lần này tôi nhất quyết rồi, phải dứt bỏ tình cảm với chú ấy. Chỉ có như vậy á, chú ấy mới không khổ sở vì tôi nữa. Trời ơi, mệt quá. Yêu đương chi mà khó khăn, khổ sở, rắc rối vậy. Như tôi đi cho khỏe. Gì? Ừ? Như tôi cho khỏe? Ừ. Yêu đương chi cho khổ sở? Ừ. Ừ, muốn không khổ sở nữa thì nói rõ lòng mình với người ta đi. Gì vậy? Tự nhiên nói dài, nói rõ lòng mình vậy. Tôi là tôi không có yêu đương gì ở đâu nha. Trời ơi, nhìn thấy hả bà như vậy là tôi ngán tới tận cổ rồi. Thiệt không? Thiệt. Thiệt không? Thiệt. Thiệt lần nữa coi. Thiệt tình á. Vườn ra mà làm như cái chợ. Em muốn ra ra, em vô vô. Mắt mệt à. Thôi tôi qua ông Nam nói chuyện chút xíu. Đây tiếp khách đi. Ê, có gì kêu tôi nha. Chị tới đây có chuyện gì không? Ừ. Công ty đang muốn tập trung vào chuyện xuất khẩu nông sản organic đó, cho nên là bác Kim kêu tôi đến đây để kiểm tra coi mô hình của các cô như thế nào. Mô hình rau sạch của chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm. Với lại tôi không có muốn hợp tác gì tới công ty Thiên Trường hết á, nên không có gì bàn với chị. Nếu như mà không muốn bàn chuyện công thì bây giờ mình nói chuyện riêng tư được không? Tôi đâu có gì để nói với chị đâu. Với lại mình cũng không có đủ thân thiết để nói chuyện riêng tư. Anh Khôi là mối tình đầu của tôi. Vậy thì liên quan tới tôi. Tôi và anh Khôi đã bên cạnh nhau từ nhỏ tới lớn.
Tôi là người hiểu anh Khôi nhất. Vậy thì sao chứ? Sớm muộn gì thì tôi với anh cũng sẽ kết hôn với nhau. Tôi tới đây chỉ muốn nói với cô điều này thôi. Nếu vậy thì chúc phúc cho hai người nha. Tôi với chú Khôi cũng không có liên quan gì nhau, nên từ này về sau á, chị đừng có tới tìm tôi nữa. Chị tránh đường cho tôi đi. Nhất định tôi sẽ khiến cho anh ấy quên cô và yêu tôi. Anh nè, sao mà đi lâu quá không thấy về vậy hả? Thì em biết rồi. Sao rồi, có gặp được đối tác nào không để mà giới thiệu cho thằng Lộc nhà mình nó làm quen nè? Hơi hoài, từ từ hoài. Đụng đến anh cái chuyện gì anh cũng từ từ á. Thôi thôi, nếu không được gì thì về đi. Về còn lo thằng con của anh nữa. Anh biết tánh tình nó rồi á. Nó chướng khí lắm. Nó đâu phải được tánh như con người ta đâu. Em ở nhà một mình lỡ có chuyện gì rồi sao can nó kịp. Thôi nói chuyện sau nha. Nè, chị nói xấu gì với ba tôi vậy? Chị đừng có nghĩ ở trong nhà này muốn nói gì nói nha. Con ngồi xuống, từ từ. Chưa có gì đã nóng giận rồi. Lớn tiếng quá không có hay. Dì đang bàn với ba con về chuyện của công ty Thiên Trường, muốn nghe ý kiến của con nữa. Chuyện gì? Nếu không vì cái cơ ngơi này thì tao chẳng cần phải nhẫn nhịn mày. Dì nghe đâu bên Thiên Trường á đang tập trung để xuất khẩu nông sản organic. Thì sao? Dì muốn chúng ta phải phối hợp với bên đó làm công việc này cho thiệt là ăn ý, và bước đầu đừng nên phản đối. Con thấy đó, ngày hôm nay chúng ta đã cực khổ đi đến bước này rồi, thì chúng ta phải đi lấn sâu hơn, tạo lòng tin cho nhà bên đó. Và đặc biệt, bác hai của con là một người rất khó tin tưởng. Nhưng ngược lại, bà rất thương thằng Khôi. Ý của ba con với dì á là muốn con nghe theo lời thằng Khôi, tìm nguồn hàng nông sản organic cho nó hả? Đúng, chẳng những con nghe nói chuyện này, mà trong tất cả mọi chuyện, con cũng phải nghe lời nó. Con phải lôi kéo thằng Khôi về phía bên mình. Dì đã nói rồi, bà già đó rất rất là thương thằng Khôi. Thằng Khôi phải là mục đích của mình và nằm trong tầm tay mình. Thôi thôi, dì không cần phải nói nữa. Nếu như con không làm thì sao? Thì thôi, chứ có sao đâu nè. Và coi như kế hoạch mà nắm lấy được công ty Thiên Trường bị phá sản, và người thất bại là con. Không biết giờ này Ngân có ở nhà không? Chỉ cần nhìn cô ấy một lát cũng được. Mình chỉ muốn biết cô ấy có ổn không? Xe bị sao hả ông anh? Anh định đi đâu hả? Hôm nay lịch nghỉ của anh mà. Chuyện riêng của tôi cũng báo cho cậu biết sao? Đâu có hả? À, em cũng định xuống các cơ sở trồng rau chuẩn organic để tìm hiểu thêm. À, nếu anh cũng có ý định xuống dưới đó thì tiện đường rồi. Anh có muốn quá gian không? Không cần đâu, tôi tự lo được. Anh em trong nhà không à, có gì đâu mà anh cách sáo. Không phải anh cũng đang nôn nóng đi xuống dưới đó hả? Anh yên tâm, em chỉ chở anh thôi. Những chuyện khác em không bận tâm.
không biết Ngân sao rồi. Bây giờ có ổn hay không? Đi. Đi đâu? Đi. Còn đứng đây làm cái gì? Lỡ Ngân thấy tôi sao? Trời ơi, anh tới đây rồi. Sao không vô đi? Tôi không muốn Ngân khó xử. Nè, chẳng phải là anh rất yêu thương cô cháu gái của mình sao? Nè, đừng có nghĩ đi, chung muốn nói gì nói nha. Anh định trốn chạy cô ấy đến bao giờ? Trốn chạy chẳng khác nào một thằng đàn ông hèn nhát hết á. Cậu nghĩ cậu lai mà dạy đời tôi hả? Nếu nói về tình trường á thì không ai qua thằng Lộc này đâu ông anh. Ông anh biết rõ mà đúng không? Trong tình yêu thằng Lao Ly thì thằng đó mới thắng. Anh em với nhau, em khuyên anh một câu. Muốn có được người con gái mình yêu thương á thì bất chấp tất cả, mặc cho người khác phản đối. Nè, không lẽ anh muốn người mình yêu thương ngã vào vòng tay của người khác sao? Không. Em khuyên anh thôi mà, mình phải giành giật người mình yêu chứ. Em không muốn ăn gì hết á. Anh rót thì em đi nước đi. Có liền. Rồi. Đây. Không, người bệnh là anh phải chăm sóc chứ. Đây, đây nghe. Ui, từ từ ngồi. Xin lỗi. Đi đi. Cái gì vậy? Sao không hả? Sao? Sao? Trời ơi. Còn bệnh mà, ăn uống cái gì cũng phải từ từ thôi. Bởi vì quá vậy. Thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cái ông này. Gì? Không chăm sóc được thì thôi. Thì... Không đâu đi chứ khác. Hai người cãi nhau hoài vậy. Đúng là anh Phục khó quá anh nhận. Một bên là thiên ý, một bên là thánh cơ. Giữa tình yêu và chữ nghĩa, coi ông anh làm sao thoát ra được. Dù có chọn bên nào thì cũng là người ông đặt lời cho thằng Lộc. Con đang tìm bạn cho Nắng hả? Con đã nói với chú rồi, đừng có lại tìm con nữa mà chú không nghe. Chú chỉ muốn biết con có ổn hay không. Bà nội có la con hay không? Chuyện của con không có liên quan tới chú. Chú thực sự lo lắng cho con, chỉ muốn biết con ổn hay không thôi. Chẳng phải á, chú có người yêu rồi hả? Chú lo cho cô ấy đi, lo cho con làm cái gì? Con hiểu lầm rồi. Thiên ý đơn giản chỉ là một người bạn của chú thôi. Con không quan tâm, cũng không cần biết hai người có mối quan hệ gì. Con chỉ có một yêu cầu duy nhất, chú đừng bao giờ tìm con nữa, để cho con được yên. Chú đã làm cái gì sai mà khiến con phải như vậy? Thời gian qua chỉ là mình ngộ nhận thôi. Con không có cảm xúc nghĩ chú hết á. Chú hãy quên hết đi. Yêu cũng được, ngộ nhận cũng được, chỉ cần chú thích con là được. À, anh Nam, qua đây. Ngồi đây nè. Ngồi xuống đây. Ủa, có chuyện gì hả? Giới thiệu với chú, đây là anh Nam. Chắc hai người cũng gặp rồi đúng không? Anh Nam là bạn trai của con. Đúng rồi, tụi con yêu nhau, tụi con chuẩn bị cưới nhau luôn rồi đó. Anh Nam nói đúng á, tụi con rất là yêu nhau. Nên con nói với chú, đừng có lại tìm con nữa. Con không có muốn là bạn trai con hiểu lầm con đâu.
Dạ. Ngân nói đúng đó chú. Dạ. Chú về đi. Ôi, chú chưa về luôn kìa. Tự nhiên chú lại làm kỳ đà cản mũi. Chúc hai người hạnh phúc. Dạ. Dạ chú về ha. Nhận đó nha, anh diễn hay dễ sợ luôn á. Người ta đi rồi, đừng có diễn nữa. À, em có một người bạn làm đạo diễn á. Bữa nào mà tổ chức casting, em giới thiệu cho anh, chắc chắn anh sẽ đậu. Ngân à, thật sự là anh rất thích Ngân. Anh rất 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 thích luôn á. Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà. Tại sao cô còn gặp anh thôi? Tôi không có. Tôi và anh Khôi đã có hôn ước của hai bên gia đình. Tôi là vợ sắp cưới của anh Khôi. Tôi mong cô tránh xa anh ra. Nếu không thì... Rồi bà đi lợi dụng tình cảm của Nam. Bà biết Nam có tình cảm với bà mà. Thì biết. Bà biết mà còn làm vậy nữa. Bà có nghĩ đến cảm xúc của Nam không? Bà làm như vậy là xấu lắm. Còn bà làm sao? Đó là chuyện của tôi. Chỉ tôi không cần bà quan tâm. Bà biết là tôi không còn cách nào khác. Cầm, Cầm ơi, Cầm. Bà nghe tôi nói đi mà.